Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào bài phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 bài tiếp theo. Chúng ta có một cái phép toán ví dụ ở đây, tức là chúng ta có cái phép toán 47 cộng với 5. Khi mà các em đặt này thì chúng ta có trong số có hai chữ số, thì chữ số đầu tiên là hàng chục, chữ số đằng sau là hàng đơn vị. Và cái số 5 đứng một mình là hàng đơn vị. Như vậy các bạn phải viết là hàng đơn vị phải thẳng cột với hàng đơn vị này. Đấy, còn số 5 mà các bạn viết sang cái hàng chục của số 4 này là sai nhé. Đấy, chúng ta phải đặt là hàng đơn vị thẳng cột với đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục. Ở đây không có hàng chục thì cái phần hàng chục, chục ở đây các em để trống. Sau đó thì các em sẽ cộng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là cộng hàng đơn vị trước. Các bạn lấy 7 cộng với 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 4 nhớ 1 nữa bằng 5. Kết quả của ta bằng 52. Bây giờ tương tự thì chúng ta có một số các cái ví dụ ở đây. Ví dụ đầu tiên này, trong cái bài tính này thì ta có là 25 cộng với 6 đúng không? Như vậy cô sẽ viết kết quả phía dưới này luôn nhá. Ở đây là người ta đã đặt rồi hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị này. Chữ 6 hàng đơn vị, chữ số 6 hàng đơn vị, thẳng cột với chữ số 5 hàng đơn vị phía trên. Ta có 5 cộng 6 bằng 11 thì các em viết thẳng cột xuống này. Viết 1 nhớ 1 sang đây. 2 này nhớ 1 nữa thì bằng 3. 2 không cộng gì cả nhưng mà được nhớ 1 nữa thì bằng 3. Như vậy kết quả của ta ở đây là bằng 31. Đấy. Như vậy ở ý thứ nhất này kết quả của ta bằng 31 nha các bạn. Sang ý thứ hai, 58 cộng với 4 các em cũng làm tương tự. Chúng ta cộng hàng đơn vị trước. 8 cộng với 4 thì bằng 12. Các em viết 2 nhớ 1 này. 5 này không cộng gì cả, nhớ 1 nữa thì bằng 6. Nhớ 1 tức là chúng ta cộng thêm 1 vào. Thì kết quả của ta bằng 62. Sang ý tiếp theo, 63 cộng với 8. Đấy, hàng đơn vị đã thẳng cột với đơn vị rồi. Các em cộng hàng đơn vị trước. 3 cộng với 8 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 6 này nhớ 1 nữa thì bằng 7. Kết quả bằng 71. Sang ý cuối cùng, 77 cộng với 7. Chúng ta cũng cộng hàng đơn vị trước này. 7 cộng 7 bằng 14. Nhớ viết thẳng cột xuống các bạn nhé. Nhớ viết thẳng cột xuống này. 7 cộng 7 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 7 này nhớ 1 nữa bằng 8. Như vậy kết quả của ta bằng 84. Những bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại một chút để các bạn làm cho xong. Bây giờ cô chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 như sau. Yêu cầu các em đặt tính rồi tính, tức là chúng ta sẽ đặt tính theo hàng dòng. Ý thứ nhất là chúng ta có 37 cộng với 4. Cái số 4 này là hàng đơn vị này, thì các bạn phải viết hàng cột với chữ số 7 hàng đơn vị phía trên. Chúng ta cộng theo thứ tự từ phải sang trái. Ta có 7 cộng với 4 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 3 này nhớ 1 nữa bằng 4. Kết quả của ta bằng 41. Sang ý thứ hai. 46 cộng với 5. Chữ số 5 hàng đơn vị thì các em phải viết thẳng cột với chữ số 6 hàng đơn vị này. Chữ số đầu tiên là hàng chục này, rồi đến hàng đơn vị này. Như vậy các em phải viết 5 là thẳng cột với chữ số 6. Bạn nào mà viết 5 mà bên dưới chữ số 4 là sai đấy nhá. Sau đó chúng ta cộng theo thứ tự từ phải sang, tức là chúng ta cộng hàng đơn vị trước. 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 4 này nhớ 1 nữa bằng 5. Kết quả của ta bằng 51. Tương tự 89 các bạn đi cộng với 6 cũng vậy. Các em cũng cộng hàng đơn vị trước. Ta có 9 cộng 6 thì bằng 15. Viết 5 nhớ 1. 8 nhớ 1 nữa bằng 9. Kết quả của ta bằng 95. Sang ý tiếp theo. 29 các bạn cộng với 9. Ta có
9 cộng 9 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 2 không cộng gì cả thì vẫn bằng 2 đúng không? Xem như 2 cộng 0 bằng 2 này, nhớ 1 nữa bằng 3. Vậy kết quả của ta ở đây bằng 38. Tiếp tục, 66 các bạn cộng với 7. Cái chữ số 7 này này, nếu như bạn nào đặt chữ số 7 sang đây thì là sai. Vì sao? Đây là chữ số hàng đơn vị, thì các bạn phải viết dưới bên dưới chữ số hàng đơn vị của cái số đầu tiên này. Đây, đây hàng chục, đây hàng đơn vị. Thì cái này hàng đơn vị chúng ta phải viết thẳng cột với hàng đơn vị. Và chúng ta cộng hàng đơn vị trước, 6 cộng 7 bằng 13. Viết 3 nhớ 1, 6 nhớ 1 nữa bằng 7. Kết quả chúng ta bằng 73. Tương tự, 53 cộng với 8, các em cũng làm như vậy. Ta cộng hàng đơn vị trước, 3 cộng 8 bằng 11, viết 1 nhớ 1, 5 này nhớ 1 nữa bằng 6, kết quả bằng 61. Tiếp theo, bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 3 nhé. Bạn nào chưa xong thì các em dừng lại làm tiếp tục cho xong bài tập số 2 đi. Sang bài tập số 3, tìm chữ số bị con ong che khuất trong mỗi phép tính sau. Như vậy ở đây, ta có là 36 cộng với 7. Thì chúng ta thực hiện cái phép toán này xem thử con ong che khuất số mấy ở đây. Thì chúng ta cộng hàng đơn vị trước, ta có 6 cộng 7 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 3 này nhớ 1 nữa bằng 4. Như vậy ở trường hợp đầu tiên thì chú ong nó sẽ che khuất chữ số 4. Như vậy chúng ta có phép toán đầu tiên. Bài tập số 3, 36 các bạn cộng với 7. Thì ta có 6 cộng 7 bằng 13 này. Viết 3 nhớ 1 này. 3 này nhớ 1 nữa bằng 4 này. Như vậy kết quả của phép toán này bằng 43. Vậy là chú ong đã che khuất chữ số 4. Vậy ở cái trường hợp này, vậy chú ong đã che khuất chữ số 4. Sang cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai ở đây là chúng ta có 7 này, chấm 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 này, được chưa? Cái phần chú ong đang che khuất đi rồi đấy, cộng thêm 2 nữa. Đây ra 8 này, đây ra 7 này. Như vậy nhìn qua một chút thì các em thấy là ở cái phép toán này 7 hạ xuống, hạ nguyên xuống, không có nhớ gì hết. Số 7 này hạ nguyên xuống, không có nhớ gì hết. Vậy chúng ta có số mấy cộng với 2 để bằng 8 mà không nhớ, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có là 6 cộng với 2 thì sẽ bằng 8. Phải không nào? Như vậy thì chú ong ở đây, chú ong này đã che khuất chữ số 6. Đấy. Cô nói lại, cái chữ số 7 này hạ nguyên xuống này. Đây, 7 hạ 7 xuống. Như vậy số mấy cộng với số 2 để bằng số 8 mà không có nhớ gì cả. Như vậy chúng ta có 6 cộng 2 bằng 8. Vậy chú ong che khuất chữ số 6. Đây, chú ong đã che khuất chữ số 6 này. Tiếp tục chúng ta sẽ sang cái ý cuối cùng. Thì cuối cùng đây là chúng ta có chấm chấm chấm, chưa biết là đã che khuất số mấy đúng không? Và số 6 cộng với 5
Để nó ra số 21. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhẩm một chút này. Ta có 6 cộng 5 thì bằng 11. Viết 1 nhớ 1 sang đây. 6 cộng 5 bằng 11 đúng không nào? Có phải viết 1 nhớ 1 không? Như vậy số mấy để khi nhớ 1 nữa thì bằng 2. Vậy 1 thì nó mới nhớ 1 nữa thì mới bằng 2 đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền đây là số 1. Như vậy cái chữ ong ở đây đã che khuất mất chữ số 1. Vậy chú ong che khuất chữ số 1. Chuyển sang bài tập số 4. Những bạn nào mà chưa xong phần này, các em dừng một chút để các em làm cho xong đi. Chuyển sang bài tập số 4 như sau. Nhi bật xa được 87 cm, Khôi bật xa hơn Nhi 5 cm. Hỏi Khôi bật xa được bao nhiêu cm? Như vậy muốn biết là Khôi bật xa được bao nhiêu cm thì chúng ta sẽ lấy số cm của Nhi này. Chúng ta cộng thêm 5 cm, bởi vì bạn Khôi là bật được xa hơn mà. Như vậy sẽ cộng thêm. Như vậy các bạn sẽ có phép toán ở đây là 87 cộng với 5. Như vậy bạn Khôi sẽ bật xa được là 92 cm. Các em đặt tính theo hàng dọc. Như vậy bài giải của bài số 4. Ta có Khôi bật xa số cm là 6 cm là, hay cô đang bị sai đây. Thì các em sẽ lấy số cm của Nhi bật được, các em cộng thêm 5. Như vậy bằng 92 cm. Đáp số 92 cm. Đáp số 92 cm. Vậy trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được cái bài phép cậu có nhớ trong phạm vi 100 tiếp theo, trang 60-61 của sách giáo khoa toán lớp 2 bộ Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.